Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Đêm nay và ngày mai rãnh áp thấp sẽ dịch chuyển xuống khu vực phía bắc của biển Đông. Nên tại đây bao gồm huyện đảo Hoàng Sa sẽ có gió tây nam mạnh cấp 5 cùng với mưa rào và dông mạnh làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 10 km, kèm theo là nguy cơ về tố lốc, gió giật mạnh trong cơn dông. Tàu thuyền hoạt động cần chú ý để đảm bảo an toàn khi mưa dông còn kéo dài cho tới hết tháng này. Còn với khu vực giữa và nam biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, cường độ gió tây nam cũng đang mạnh dần. Ngay trong đêm nay và ngày mai, ở mức cấp 5, riêng phần phía Tây có lúc mạnh tới cấp 6 và biển động. Và từ ngày 29 tháng 5, gió Tây Nam giảm nhẹ. Tuy nhiên, mưa dông thì vẫn còn nhiều, nên nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh vẫn ở mức cao. Tiếp theo xin mời quý vị cùng bà con đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình ra vào đảo. Dưới tác động của rãnh áp thấp từ gần sáng và ngày mai ở khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ, sẽ có mưa dông trở lại. Tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 10 km, kèm theo đó là nguy cơ xảy ra tình trạng tố lốc và gió giật mạnh. Với tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn, chịu tác động chính của rìa phía nam rãnh áp thấp ở phía bắc, nên trong đêm nay và ngày mai cũng như trong 2-3 ngày sau đó, gió hướng nam đến tây nam cường độ trung bình đạt mức cấp 4 cho tới cấp 5 và sẽ không có mưa dông. Cũng là vùng chịu tác động chính của gió tây nam đầu mùa, vì thế khu vực biển từ Bà Rịa Vũng Tàu xuống đến Cà Mau trong đêm nay và ngày mai, cũng như đến hết ngày 29 tháng 5, thường xuyên có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, và sóng ở đây cũng cao từ 2 cho tới 3 mét, biển động, mưa dông cũng nhiều, tầm nhìn xa bị giảm thấp nhất là về chiều và tối, kèm theo đó là nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, ảnh hưởng tới các hoạt động của tàu thuyền trên khu vực này, cũng như với tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo và ngược lại. Đến đây, bản tin thời tiết biển ngày 27 tháng 5 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.